thang bộ đi, chạy thang bộ đi. Cho đồng ý vào chung cư không? Không. Đồ khốn. Ban nãy anh bấm nút xuống hay nút lên đây? Rồi kia, phá quá nha. Phá gì? Mới ấn tầm 30 thì cứ lên thôi. Nó không đi lên luôn á. Rồi, được rồi. Nếu một cái lần mà mình làm xong rồi Hiền bảo không được đâu, bỏ cái này đi, chắc cái làm cái khác rồi. Mình ngắt những cái đoạn mà được, các bạn đây cái này được rồi này, tại vì một phần ăn mì thôi mà, tại vì nguyên một cái đó mình làm nó rất là nhiều, mình ngắt những cái đoạn mà được ra mình cho và mình nấu, thì anh ấy ok. Và anh Tuấn xin chúc mừng hai bạn đã về đích và xin thông báo với hai bạn rằng ở chặng đua này hai bạn đã về đích thứ tư. Xin chúc mừng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Linh Sơn và Đoàn Mạnh chúc mừng hai bạn đã về đích thứ năm. Năm. May không? Là về thôi đúng không anh? Cảm ơn. Ui, sướng quá, lúc ấy đang đói mà. Ăn bánh lúc đấy thì còn gì bằng nữa. Thì ai ngồi đâu vào nhìn thì cái bánh gato to. Kem không? Phải nghĩ ra chiến thuật đấy cậu ơi. Chiến thuật đấy là hai đứa bị đẩy húp vào nhau. Ăn hết cái đấy thì chắc là chết. Thì mình lật khéo thôi. Thì cứ một đứa lật một đứa nhìn. Nào đùn vào tiếp nhá. Nào đùn góc này này. Thì đến khi là có cái sự vướng nhẽ. Thế bảo ở đoạn này rồi cậu ơi, hút tiếp. Thì hai đứa cứ tì má vào và hai cái bánh đấy là thấy được cái chìa khóa và gặm nó đi lên. Thu Hiền và Diệp Lâm Anh xin thông báo với hai bạn rằng ở chặng đua này hai bạn đã về đích thứ 6. Chúc mừng hai bạn. Chuẩn bị sẵn cho mình một tâm lý có thể là phải đi ngay. Khi mà ai đó mà chuẩn bị sẵn tâm lý thì mình đón nhận mọi thứ rất là dễ dàng. Pha Lê và Hà Việt Dũng xin chúc mừng hai bạn đã về đích. Hai bạn về đích cuối cùng. Và xin thông báo với hai bạn rằng hai bạn là đội về đích cuối cùng của chặng này. Không biết chặng này có điều gì khó khăn mà khiến cho hai bạn phải về đích trễ đến như vậy. Đội cam hôm nay rất là xui vì nhiều thứ. Pha Lê và Hà Việt Dũng, Huy Khánh rất tiếc phải nói điều này với hai bạn. Cho phép Huy Khánh chia tay hai bạn tại đây. Và hẹn gặp lại hai bạn ở chặng đua tiếp theo. Bởi vì chặng đua này là chặng không loại. Và hai bạn phải cố gắng thật nhiều. Bởi vì chặng đua tiếp theo, hai bạn sẽ bị tịch thu tất cả số tiền mà mình đang có, không được phát tiền dịch chuyển. Nhớ nha, cố gắng. Là đội về đích cuối cùng, nhưng đây lại là chặng không loại. Đội cam vẫn tiếp tục cuộc đua cùng những đội còn lại. Tuy nhiên, hình phạt tịch thu toàn bộ số tiền sẽ gây cho họ rất nhiều khó khăn. Đi làm ơn giúp em với. Team lại được vị trí dẫn đầu. Đội đỏ sẽ có thêm tinh thần đua thật tốt trong chặng này. Tôi anh chuyển. Tuy nhiên, các đội còn lại sẽ phải nỗ lực hết mình để có được vị trí tốt khi về đích. Đội chơi nào sẽ đặt chân lên tấm thảm về đích cuối cùng? Câu trả lời sẽ có tại tập tiếp theo của cuộc đua kỳ thú 2013.